Cổ áo thường là cổ tròn, ôm kín lấy cổ tạo vẻ kín đáo. Thân áo gồm thân trước và thân sau, dài từ bả vai xuống mắt cá chân. Dọc hai bên hông có đường rẻ từ keo xuống hết tà áo. Quy áo thường được thiết kế từ cổ kéo sang vai rồi xuống ngang hông. Thân áo may sát thân người để làm tôn lên những đường cong gợi cảm của người phụ nữ. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng áo dài rất kín đáo, duyên dáng và gợi cảm, trở thành niềm kiêu hãnh của người Việt. Không chỉ là áo dài nữa, chiếc áo dài đã trở thành biểu tượng của trang phục phụ nữ Việt, tạo thành sản phẩm văn hóa vật thể không thể thiếu. Về duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, ở Việt Nam, áo dài là trang phục dành cho mọi lứa tuổi. Nó đã trở thành trang phục chuẩn mực cho những dịp đặc biệt hoặc trang trọng, những ngày lễ quốc gia, lễ cưới, ngày Tết, lễ tốt nghiệp hoặc trong những cuộc thi trang trọng. Khi tham dự một sự kiện đặc biệt nào đó hoặc xuất hiện trên truyền hình thì áo dài luôn là trang phục người phụ nữ Việt Nam ưu tiên lựa chọn, vì nó góp phần tôn lên vẻ đẹp Việt Nam. Có thể nói rằng áo dài đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra khắp trên toàn thế giới. Chiếc áo dài của người phụ nữ Việt Nam vừa truyền thống lại vừa hiện đại, có thể mặc ở mọi lúc, mọi nơi, dùng làm công trang phục công sở, đồng phục đi học, mặc để tiếp khách trang trọng trong các dịp lễ Tết, các sự kiện. Việc mặc loại trang phục này không hề rườm rà hay cầu kỳ. Những thứ mặc kèm đơn giản, mặc với một quần lụa hay vải mềm, dưới chân đi hài guốc hay giày, đây chính là điểm đặc biệt của trang phục truyền thống này. Cuộc sống ngày càng phát triển và luôn đổi thay từng ngày.
Dù nhu cầu và phong cách thời trang thay đổi theo con người của thời đại, nhưng áo dài vẫn sẽ là trang phục tượng trưng cho người phụ nữ Việt Nam, mà không có một trang phục nào trong tương lai có thể thay thế được. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng với tà áo dài sẽ mãi mãi là sự ấn tượng sâu sắc trong những du khách trong và ngoài nước, và nó luôn là nét đẹp văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Trái tim em, tiếng hát ngậm tràn yêu thương, mãi đi.
trọng cảm ơn các chị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý, các vị khách mời cùng toàn thể chị em hãy cùng hướng lên sân khấu để đến với cuộc trao đổi trò chuyện với các vị khách mời. Sau đây chương trình giao lưu tọa đàm xin phép được bắt đầu.